Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Đan Thành chạy rồi. Đan Dược chạy rồi sao? Đan Dược cửu phẩm nhất định là sẽ thành đan thú. Xem ra là một đan thú nghịch ngợm. Tam Thiên Nôi Động, tên này, ngoan ngoãn một chút cho ta. Ây, ánh sáng chói mắt quá. Hắn thành công chưa? Để mình xem thử rốt cuộc là đan thú gì vậy. Đầu mẹ, đây là đan thú hình người. Đừng có dùng mặt của ta để làm chuyện kỳ lạ. Các vị trưởng lão, vãn bối Tiêu Viêm đã làm theo lệnh, may mắn thành công. Vật này là bảo đan cửu phẩm Bồ Đề Đại Hoàn Đan. Bồ Đề Đại Hoàn Đan này là do Bồ Đề Đan thay đổi mà thành, nhưng hiệu quả là gấp đôi Bồ Đề Đan. Gấp đôi? Thế không phải là tỷ suất thành công để thăng lên cấp đấu thánh có thể nâng cao gấp 4 phần hay sao? Bảo đan cửu phẩm, công hiệu không có gì sai sót, đúng là lợi hại. Còn trẻ, đại trưởng lão Hầu Yểm, Diệm Ma Thanh Huyền Đan có thể khiến cho đấu khí của thuộc tính hỏa biến dị, tăng phú chiến lực. Ơi, là lão phu thua rồi. Ta rất ghét Dược Thần, ta rất ghét Dược Trần. Ghét thiên phú bẩm sinh của hắn nhưng không làm gì được. Ta tự nhận thiên phú cũng không kém hơn hắn bao nhiêu. Chỉ cần đủ cố gắng, đủ chuyên cần thì có thể đuổi kịp Dược Trần và có thể tiến bộ. Hắn có được tất cả của ngày hôm nay chỉ là may mắn mà thôi. Tại sao hôm nay mình lại thua một thằng nhãi ranh? Những thứ mà mình vốn cho rằng để kiêu ngạo, hàng trăm năm nay không ngừng để luyện đàn, nghiên cứu cổ tịch, tất cả cố gắng đều là trò cười. Ở trước mặt của thiên tài đều là rác rưởi. Chỉ mới 100 năm mà thôi nhỉ? Có gì mà đáng kiêu ngạo? Ngươi nói cái gì? Ý ta nói, có phải ngươi luyện đàn đến mức ngốc rồi hay không? Toàn thiên hạ này đều biết, Tiêu Viêm đã đi vào cổ vực man hoang, xông vào nhóm thú, chiến đấu với bán thánh, thập tử nhất sinh. Cuối cùng chính là lấy được Bồ Đề cổ thụ Bách Thể Luân Hồi. Bách Thể Luân Hồi? Đó là tính toán của 1000 năm. Vậy sao? Những chuyện đến ngay cả những đứa con nít 3 tuổi cũng biết, ngươi lại không biết sao? Xem ra ngươi vẫn như trước đây. Nói chút dễ nghe, khó lắm hay sao? Nói thật chính là đồ đầu gỗ ngu ngốc. Ngươi có biết tích chút đức hay không? Đừng nổi nóng nữa. Cố gắng bỏ ra sẽ không bao giờ bị phụ lòng. Ngoài ra phải mở rộng tầm mắt và có lòng bao dung. Vì để trân trọng dược liệu, đan phương thần bí. Vì thăng cấp hồn lực và thực lực. Đi cầu hòa, đi thăm dò, mãi mãi theo đuổi vô hạn biết chưa. Và con đường thử thách ở phía trước này, đây mới là số mệnh của luyện đan. Sư phụ, người nói rất là có lý. Nhưng vào lúc này thật sự là có thích hợp hay không? Ngươi có tư cách gì mà nói những lời này với ta? Không phải chỉ là thu nhận một đồ đệ giỏi thôi sao? Ra vẻ cái gì? Tiểu tử, lần này lão phu thua ngươi, nhưng lão phu sẽ không từ bỏ ngươi đâu. Hãy đợi đấy, ta nhất định là sẽ chiến thắng các ngươi. Đến ngay cả đại não chịu được đan nồi, cửu sắc cũng liều như vậy. Luyện đan giới đã toang thật rồi ơ. Hồi phục tinh thần rồi ơ, xem ra đã cảm nhận được sự cổ vũ của ta rồi. Ngươi cầm mồm hay chưa? Kết thúc trận đấu lựa chọn trưởng lão, người chiến thắng cuối cùng là Tiêu Viêm. Vạn tuế, tân trưởng lão của tiểu đan tháp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trưởng lão uy vũ. Tân trưởng lão của tiểu đan tháp Tiêu Viêm, xin bỏ phiếu, hy vọng đan tháp có thể kết thành liên minh với nhiều thế lực, cùng nhau chống lại hồn điện. Còn người nào phản đối hay không? Nếu đã như vậy, thông qua bỏ phiếu, liên minh chống lại hồn điện, để đan tháp cùng nhập, cùng nhậu hoạt động. Một lời đã định. Thành công. 3 ngày sau, tinh vẫn các. Thời gian đến rồi. Cửa minh giới, mở. Nhận được lời mời. Thanh Tiêu, Hoa Trạch Hoa đệ tử của Hoa Tông, đã đến đại hội liên minh rồi. Tinh vẫn các này sửa lại ngược lại khá là khí thế,
cũng không thua Diệm Phần Cốc của ta. Đan Tháp đã đến như lời hứa. Lâm Lão Quái, Tử Trạch vạn năm nay ngươi lại đến rồi sao? Sao vậy? Ngươi đến được mà ta không đến được sao? Cung nghênh Hỏa Vân Lão Tổ của Phần Diệm Cốc, cung nghênh các trưởng lão của Tiểu Đan Tháp, hai vị Hoa Tông nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như vậy. Dược Trần, ngươi còn kém hơn năm đó rất nhiều. Ngươi khi đến tuổi cũng không nên bảo dưỡng chút đi. Đây là các khuê mật của sư phụ. Một vị bán thánh trung cấp, một vị bán thánh cao cấp. Hoa Tông quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Hồn điện dã tâm quá lớn, hôm nay mọi người tụ tập ở đây, cùng nhau bàn bạc về chống lại liên. Cùng nhau bàn bạc chống lại liên minh. Mời các vị vào trong để nói chuyện.